Bữa nay 24 Tết nha các bạn. Hello các bro. Chào mừng các bro đã quay lại với kênh YouTube của mình và mình là Chuyên Kê Minh Phát. Khúc này là đang chuẩn bị đồ về Tết nha các bạn. Đây, chuẩn bị đồ đây. Còn cái thùng giấy này các bạn, bro biết làm gì không? Để bỏ mèo về các bro ạ. Đợt này thì mới hơi bị tăng quân số nha. 5 con mèo. Nên bây giờ mình đang thiết kế một cái khúc gọi là để cho mấy con mèo nè. Ngồi xe vậy này, mình chiếc xe vậy này mình bỏ ở đây. Để mình đấy, bây giờ đang được cái thùng này. Làm nãy giờ được cái thùng này. Đục lỗ lùm làng. Đó, bây giờ bắt con Thanos. Đó, mình sẽ mở con Thanos. Yeah! Chào mừng chú quý fan. Fan vô đây, fan. Cho tôi đo cái này rồi fan. Coi fan chịu được không? Vô rồi chú. Đúng rồi, chú vô. Đây. Đó, nhìn camera. Vô không? Được không? Quá được. Nó ngồi mấy chiêu. Đó, cái này thì để bắt sau lưng một con nha các bạn. Rồi, theo một con nữa. Chào mừng. Bạn ơi. Bạn ơi, cho tôi dạy cho tôi một bạn chút đi bạn ơi. Bạn. Dạy đi về quán Tết. Chiến binh này mới được ra đời được 2 tháng à? 1 tháng. Chiến binh này được 1 tháng nha các bạn. Rồi, vô chú thay nó đi. Đó, ở chung với thú nó luôn. Tối mai đi thay nó. Đó, đúng rồi. Đó, vô. Đây bạn. Đó, nhìn kia không? Thấy không? Ngày mai là mình sẽ ở đây. Rồi. Rồi. Hello fan. Vô đây. Fan chính chạy đâu fan đó. Vô đây. Đó, thêm một con này nữa. Đó, ngày mai mình sẽ để xe đằng trước. Để cái thùng đằng trước. Vậy. Để cái thùng đằng trước. Xong rồi. Để trước xe chạy xe vậy nè. Ngày mai mình sẽ bắt đầu đi vào 4 giờ sáng nha các bạn. Đi cho sớm cho mát và lại lúc đó bầu trời đẹp đó. Với lại không khí trong lành nha các bạn. Cũng lâu lắm rồi mình cũng chưa thức khuya chơi chứ. Cũng lâu lắm rồi mình chưa dậy sớm nha các bạn. Nên mai 4 giờ dậy. Vừa đi vừa chậm chiêu ngắm mặt trời. Ok bây giờ biết rồi nè. Lên xe rồi nha quý vị. Sáng kêu 4 giờ dậy nhưng mà lô bu tầm nửa tiếng mới đi được nha. À mấy mèo nó quậy quá nhét hoài mới vô. Đây. Giờ mình sẽ đi về Lâm Đồng. Mỹ Lâm Đồng. Ok đi đây. Go. Chuyên mục đi xe là phải quýnh miếng bò húc nha các bạn. Giờ sáng hôm nay dậy sớm á. Hơi ngáo. Đây, hai chiếc bên này đang ngắm vừa đi gì? Vừa đi xe vừa ngắm đường nha các bạn. Ghé mini stop mua ít đồ. Dự kiến là mình sẽ đi tầm 8 tiếng các bạn, tại vì mình cũng hơi nhiều đồ vậy nè. Đó, hai con mèo mèo vô. Đó, hai. Cái mèo. Cái gì đấy? Trên con nọng đi ngồi nằm có người cầm đằng sau đó. Dự kiến thì mình sẽ đi tầm 8 tiếng 300 cây số nha các bạn. Bây giờ hồi xưa thì đi nó lâu, đi tầm có nhiều lúc tầm 10 tiếng tại vì mình đi xe cũng chậm anh em. Giờ mà đi đường nó cũng đẹp, mình đi tầm 8 tiếng. Ok giờ quýnh miếng ngủ hút. Ngủ hút xong rồi go. Con tơ mà hút được con tơ khui ra gì bạn mà uống cái là tỉnh tới nhà luôn. Được mua Long Monster. Được, chà bá. Quấn vô. Thank you.
mới qua hết đầu dây nha các bạn. Ngày hôm nay ngáo quá. Ngáo quá đi lộn đường. Bữa nay nó làm đường mới quá đi lang bang cái đi lạc luôn. Lố 30 cây anh em à. Ghé làm quán cà phê, đang ghé ngồi quán cà phê làm ly cà phê nha các bạn, đi tiếp. Tiện nha, nấu ăn ăn luôn. Không à. Đây đang là bán con tết nè. 200k một chậu, 200k một chậu. Đúng không? Đúng rồi. Rồi. Cũng bé lum la rồi. Uống cà phê chỗ này chill phết. Đấy. Mấy con mèo đây đó, làm đi cà phê với con mèo tên là Thanos. Nốt ngồi phê không? Không muốn à? Đi về ăn tết chứ đâu nhỉ? Đi về ăn tết chứ đâu nhỉ? Tiền tiếp tục go các bạn ơi. Làm 2 ly cà phê 30 ngàn. Rồi tiếp tục go các bạn. Còn 200 cây số nữa mới được về tới nhà. Sai rồi các bạn à. Đi lộn đường. Qua đường Ninh Thuận quýnh thêm 30 cây nữa. Đi lộn đường các bạn. Đáng lẽ mà đi đường đường chính nhưng mà không thích, thích đi đường núi anh em à. Qua tới Ninh Thuận luôn rồi. Chuyến này đi lâu rồi. Rồi go go go. Quay gì nữa? Cho camera ở lại vậy. Đến Mẹ Lộc nha các bạn. Ơi, nắng quá, tầm nay 11 giờ rồi. Mới tới Mẹ Lộc xong, 11 giờ rồi. Thấy này là gì không? Hello bro. Cứu. Xương bự. Cạch kiểu. Rồi mày ăn đã. Trên đồ ăn xong rồi về. Cho mèo uống nước. Nuôi mấy này mình. Ê, mà rồi. Dặm miếng nước nè. Rồi, cái này sao? Cái này cho bạn mèo kia đi vệ sinh nè. Cái này đang khó chịu, bạn nốt đi. Đó,
cho vệ sinh xong làm ly cà phê. Mình đi đâu, mình về ra về về mình đi từ Sài Gòn về, mình lúc nào ghé quán này uống nha mày. Lúc nào ghé quán này uống nhớ cũng phải nha. Chủ quán hả? Không, quán này chiêu lề về từ Sài Gòn về lúc nào ấy. Thật là từ từ đây là từ Thành Mỹ đi xuống Sài Gòn rồi cũng ghé quán này. Đây 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 đây. Để nó quay luôn bạn. Đây đây, cũng một quá chiều. Tính lên đi. Nè, đi ra đây. Ngon mày đúng như này luôn. Rồi, tôi test đi. Chào. Chào. Đi về quê ăn Tết mà. Chào. Nói gì đi. Ly cà phê, uống ly cà phê ăn mi với con cà rốt này. Ngồi chút nữa đi cho về nhà. Về đây uống uống cà phê Lâm Đồng nó khác liền nha các bạn. Cà phê đen ngon. Thế mình sẽ ngồi một chút nữa, mình ngồi nghỉ coi một chút, tầm nửa tiếng là mình đi về nha các bạn. Đây. Vậy. Rồi, okay. Uống xong ly cà phê, tiếp tục go nào. Từ bây giờ còn từ Bảo Lộc về tới nhà mình là 100 cây nha các bạn, 99 cây. Khoan hồi này chắc phải 3 giờ chiều mới về tới nhà. Không ổn rồi. Đi vô. Con mèo nhà tôi thiệt chứ. Về tới nhà rồi nha các bro. Về tới nhà rồi nha các bro. Giờ ngồi ngồi nghỉ một chút, tí nữa mình đi vòng 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 quay quanh nha các bạn xem nha. Đó, thấy không? Mới về nhà nè. Thấy lung ta lung tung rồi. Ê ê, nhà trên kia, theo bên kia. Trời ơi, bắt lên lầu. Rồi. Đây là em mình nha các bạn. Cái này là mày đã chắc là cái này là sao? Đó.
mình chạy xe cho mình gửi đống đồ vậy các bạn. Đây anh em mình đang ráp sàn để cuối năm quýnh giật nhẹ chút. Nói chung là giao lưu cuối năm. Đây đó, đi về là không thể thiếu được cái đống này nha anh em. Không phải là cái đống, không thể thiếu được cái này, những cái đồ kỷ niệm năm tháng nha. Tại vì mình cuối năm mình cũng có tất niên các bạn, mình lấy về mình gọi là chung ra chơi đây. Đây là ba cái đài của mình. Bây giờ đây là huy chương khi mà mình muốn thắng lại mình được tặng nha. Đây thưa huy chương WBC nha. Không. Đó, đây MTCB. Đó. Đây International WBC. Rồi. Đây danh giá nè. Đây WBC. Cuối năm làm tất niên cho Som này mình phải lấy về mình gọi là mình trưng bày nha các bạn. Với lại mình cũng gạn kỷ niệm năm tháng nha các bạn. Đó chiến không. Ê thằng nào muốn chụp hình với Meda không? Bây giờ mình sẽ đi phụ anh em chút, xong rồi đi vòng ra ngoài đường quay chút không khí Tết nha các bạn. Ok. Mới ngất chạy cái bro à. Nãy về rồi, nãy tự nhiên mình lên lâu mình mệt quá, mình nằm mình ngủ quên mất tiêu. Mình làm một phát 10 giờ luôn. Bây giờ trước khi mình đi ra ngoài thì mình phải xong nhiệm vụ này. Qua thăm ngoại một chút ngoại nữa, mình ngoại mình ở cái bên mình đây. Em gái mình đang làm caramel nha các bạn. Thôi muộn quá hoài mình ngủ rồi, mình giờ mình với em gái mình đi ăn bún bò. Thôi, đi. Tập xong quay. Tại giờ vừa chạy vừa đi quay vòng tầm Mỹ luôn nha các bạn. Nghe hơi lạnh nên hơi rét chút. Đây là con chuyến xe nuôi mình lớn này các bạn. Rồi là nhỏ giờ là cũng được mười mấy 20 năm rồi nha các bạn. Nhưng mà mình về mình cũng có xe, nhưng mà mình thích đi chiếc xe. Nó gọi là có rất là nhiều kỷ niệm của mình nha các bạn. Ngày xưa mẹ mình với bố mình hay đèo chiếc xe mình này đi học nè, với lại hai bị bắn vốn là lại chở mình đi quý nào đâu không lên mày. Rồi rồi về nhà không khí lạnh thiệt. Bao nhiêu kỷ niệm quá trời luôn. Ở quê mình thì thường họ sẽ vậy, gọi là họ ngủ ở cái làm cái chòi, họ ngủ tại chỗ để họ canh luôn nha các bạn, tại vì cũng sợ đua ấy. Đấy cái chòi kìa, mấy cái chòi nha. Rồi đó, họ sẽ ngủ tại chỗ luôn, họ canh luôn. Chỗ hay ăn bún bò rồi. Chỗ này bán đêm nha các bạn. Quay vô. Hello. Lâu ngày quá. Rồi. Chỗ này là bán đêm nha các bạn. Mình là hay ăn chỗ này. Rồi vô. Làm tô bún bò đi chết. Ủa mày, mày ăn đi mày. Một thứ tái bún bò nha. Đó mình hay ăn quán này nha các bạn. Quán này bán từ năm mình học lớp 6 á. Lớp 6 nhiêu tuổi ta? Tầm 14-15 năm. Cho 10-13 đi. 13 lâu rồi nha các bạn. Cũng
hơn chục năm á. Giờ ngày này mình quán này bán đến sáng 12 giờ. Không phải đến sáng đâu các bạn, 12 giờ thôi, lâu quá mình ảo giác. Giờ mình sẽ ngồi, mình sẽ ăn với em gái mình nào. Ngủ sớm lắm, mới có 10 giờ này. 10 giờ mà cúp điện ngủ hết rồi. Thôi vô. Bún bò tới rồi, bún bò tới rồi. Đây là bún bò, đây là hủ tiếu tái. Đó, về quê mình là rau xe rau tươi luôn. YouTube, YouTube. Nay chuyển qua làm YouTuber rồi. Sớm tầm 8 giờ là họ cúp điện đóng cửa hết rồi đó. Một tô này bao nhiêu ta? Một tô này 30k nha các bạn. Trong cho về sớm mà nhớ đi xe mà nó không nói nhiều được. Giờ ngủ dậy xong nó ra văn anh em, nó nãy giờ về nha các bạn. Nhưng mà vẫn chưa xong công việc này, đang cố gắng làm YouTube cái vlog này cho xong để đăng kịp Tết nha các bạn. Tại vì Tết này mình muốn dạng như là mình ra nhiều vlog Tết đó các bạn. Đấy, thì đến khúc này thì mình tạm ngưng video nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Nếu có thể các bạn thấy video hay thì cho mình một like, một chia sẻ nha. Một quả sẻ nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tranh thủ mình làm cái này. Mình lên cái khung trước để ngày mình lên cái khung, mình làm cái khung video trước. Xong rồi ngày mai mình sẽ thêm chút vô tầm chiều mình sẽ đăng nha. Ok, cảm ơn các bro nha. Dạ yeah, là